vị, tiếp nối phần tin 24 giờ là bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Vì sao ngân hàng ngoại quốc rút vốn khỏi Việt Nam? Bản tin cho biết cuối năm ngoái, hai ngân hàng Standard Chartered Hồng Kông và Standard Chartered ở Anh đã lần lượt chuyển giao 6,25% vốn và 8,75% vốn cho ngân hàng Á Châu. Trước Standard Chartered, BNP Paribas cũng vừa thoái toàn bộ 18,68% vốn của ngân hàng Phương Đông sau 10 năm đầu tư. Sớm hơn nữa, HSBC cũng đã hoàn tất rút toàn bộ vốn sau nhiều năm đầu tư vào Techcombank. Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đã chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh tại Sài Gòn cho Ngân hàng Quốc tế Việt Nam. Tháng 12 năm 2017, ngân hàng ANZ cũng đã chính thức chia tay thị trường Việt Nam. Cho tới nay, hiện tượng ngân hàng ngoại rút vốn khỏi Việt Nam vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải. Tuy nhiên, rất cần chú ý là hiện tượng trên lại xuất hiện trong bối cảnh thị trường tín dụng ở Việt Nam đang nổi lên hai vấn đề rất nghiêm trọng: bế tắc nợ xấu và luật phá sản ngân hàng. Bên cạnh đó, việc tranh giành quyền lực và lợi ích của các phe nhóm chính trị ở Việt Nam buộc giới ngân hàng nước ngoài phải xem xét lại việc họ ở lại Việt Nam có còn là phương án thật sự an toàn cho tiền của họ hay không. Việt Nam xin Ngân hàng Hoa Kỳ cứu dự án nhiệt điện. Thưa quý vị, dự trù phát điện từ năm 2014, tuy nhiên cho đến nay vẫn còn xây dựng dở dang vì thiếu vốn, dù đã có Ngân hàng Nga tài trợ một phần. Nay lại có tin Hà Nội đang cần cả Ngân hàng Hoa Kỳ tiếp tay. Dự án nhà máy nhiệt điện chạy than có tên là Long Phú 1, đặt tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN nhiều tai tiếng làm chủ đầu tư. Vốn đầu tư ban đầu dự trù 1,2 tỷ Mỹ Kim. Hiện chưa có tin cho biết Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ có chấp thuận tài trợ hay không, trong khi Ngân hàng xuất nhập khẩu của chính phủ Anh Quốc đã từ chối. Người dân sống lân cận các nhà máy nhiệt điện chạy than của Việt Nam điêu đứng mọi mặt vì ô nhiễm môi trường. Những lời than phiền của họ và cả những cuộc biểu tình chống đối cũng không có kết quả. Nếu đơn xin vay tiền bị Hoa Kỳ từ chối, dự án nhiệt điện Long Phú 1 có thể sẽ tiếp tục ngưng trệ như nhiều đại dự án khác của PVN mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện vẫn không biết giải quyết ra sao. Khan hiếm tiền mệnh giá nhỏ tại Việt Nam, còn 3 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán năm 2018. Thông thường vào thời điểm gần Tết, nhu cầu tiền lẻ mệnh giá từ 20.000 đồng trở xuống của các doanh nghiệp và người dân rất lớn. Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây, theo phản ánh của các ngân hàng, hầu hết các ngân hàng thương mại tại thành phố Sài Gòn và các tỉnh phía Nam không có đủ lượng tiền mệnh giá nhỏ để phục vụ nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Trong khi ngân hàng kêu khan hiếm tiền lẻ, thì ngoài thị trường chợ đen vẫn có rất nhiều điểm đổi tiền lẻ với chi phí đắt đỏ. Trên mạng xã hội, việc đổi tiền được rao công khai với chi phí chênh lệch từ 5 cho đến 20% tùy thuộc mệnh giá tiền, thậm chí 50 cho đến 70% nếu tiền mệnh giá 1.000 đồng hay 500 đồng. Liên hệ với một điểm đổi tiền lẻ trên Facebook thì được biết cần bao nhiêu cũng có, miễn là đặt trước và giữ uy tín. Đứng trước hiện trạng này, các cơ quan chức năng cần giải quyết nghiêm khắc hơn nữa các hành vi mua bán tiền mệnh giá nhỏ để trục lợi. Có như vậy mới giải quyết được tình trạng khan hiếm tiền mệnh giá nhỏ như hiện nay. Thưa quý vị, có hơn 19.000 người thiếu lương thực trong tháng đầu năm. Trong công bố mới nhất do Tổng cục Thống kê vừa ban hành vào ngày 29 tháng 1, thì cả nước hiện có 19.700 người dân thiếu lương thực trong tháng 1 năm nay. Và Đắk Lắk là địa phương có nhiều người nhất với 2.100 gia đình, tương ứng với 5.300 người. Tiếp theo là Lạng Sơn, 5.000 người, Gia Lai, 4.300 người. Để khắc phục tình trạng này, giới hữu trách cần phải cung cấp thêm cho người dân khoảng 135.000 tấn gạo. Ngày 22 tháng 1, chính phủ đã có quyết định về việc xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho một số địa phương trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Dự trù 2.800 tấn gạo sẽ được cấp miễn phí để cứu đói cho người dân tại các tỉnh Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang. Hiện các tỉnh Phú Yên, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Giang cũng đang xin hỗ trợ gạo cứu đói. Các nghệ sĩ đến tham dự Grammy đều cài trên người hoa hồng trắng để gửi gắm thông điệp bình đẳng phụ nữ. Thưa quý vị, ngay cả những bộ trang phục lộng lẫy nhất trên thảm đỏ Grammy Awards tối 28 tháng 1 đều được gắn một hoa hồng trắng để cho thấy sự ủng hộ cho sự bình đẳng của phụ nữ. Hoa hồng trắng vào tối ngày Chủ nhật đã được cài hoặc giữ trên tay bởi cả hai giới trên thảm đỏ bên ngoài công viên quảng trường Madison của New York. Đây là dấu hiệu của sự kết nối với phong trào Time's Up.
Lady Gaga, người được đề cử giải album nhạc pop xuất sắc nhất cho Joanne, xuất hiện trong một bộ váy Armani với cổ áo cao cấp của Victoria và được cài trên áo là một nữ hoa hồng trắng. Nữ ca sĩ Kelly Clarkson cũng cầm một cành hoa hồng dài trong tay khi cô đang trò chuyện trên thảm đỏ. Thưa quý vị, cả showbiz xúc động vì màn trình diễn chống xâm hại tình dục của Kesha tại Grammy 2018. Tại lễ trao giải Grammy năm 2018 vừa diễn ra, màn trình diễn ca khúc Praying của Kesha chính là một trong những tiết mục gây chú ý nhất. Cô đã cất cao giọng hát đầy nội lực và cảm xúc bên cạnh những người đồng nghiệp như Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels, Andre Day, Bobby Spreas. Và trong quá khứ, Kesha từng có những suy nghĩ thôi thúc cô tự tử. Nữ ca sĩ nói rằng bài hát Praying này được viết ra với nội dung hy vọng những vết thương lòng của mọi người cùng cảnh ngộ với cô có thể được hồi phục. Nhiều người cho rằng bài hát này nhắm đến Jack Lew, một nhà sản xuất âm nhạc mà Kesha đâm đơn kiện vì đã lạm dụng tình dục và ngược đãi tinh thần của nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng đã ca ngợi nữ ca sĩ 30 tuổi vì màn trình diễn này, vì sự dũng cảm của Kesha khi dám đứng ra vạch trần hành vi quấy rối của Jack Lew. Cũng tại thảm đỏ Grammy năm 2018, nhiều ngôi sao đã mang theo hoa hồng trắng để thể hiện sự ủng hộ phong trào chống quấy rối tình dục Time's Up. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ ba, 30 tháng 1 cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, phần dự báo thời tiết được bắt đầu với thành phố Boston. Tại Boston, tuyết rơi ngay từ buổi sáng, dự báo vào khoảng 50%, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 và thấp nhất vào khoảng 19 độ, gió Tây Bắc thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ. Tại New York City, bầu trời chủ yếu là mây với nhiệt độ cao nhất 39 và thấp nhất 23 độ, gió Tây Bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa dự báo 20%. Washington DC, gió thổi mạnh trong ngày với vận tốc từ 20 cho đến 25 dặm một giờ, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 36 và thấp nhất là 21 độ, và mưa dự báo vào khoảng 20%. Chuyển sang Atlanta, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 44 và thấp nhất là 25 độ. Gió Tây Bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Tại Orlando thuộc tiểu bang Florida, bầu trời đầy nắng với nhiệt độ cao nhất 63 và thấp nhất là 42 độ. Gió Bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Tại Chicago, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ cao nhất 33 và thấp nhất là 28 độ. Gió Tây Nam thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Dallas tại tiểu bang Texas, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 62 và thấp nhất là 44 độ. Gió Đông Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, trong ngày khô ráo không có mưa. Tại Houston, bầu trời chủ yếu là nắng với nhiệt độ cao nhất 61 và thấp nhất là 42. Gió đông thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa 10% vào buổi chiều. Tại Seattle, mưa ngay từ buổi sáng và dự báo lên đến 50%, nhiệt độ cao nhất trong ngày 46 và thấp nhất vào khoảng 38 độ. Gió Tây Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. San Jose tại tiểu bang California, bầu trời đầy nắng với nhiệt độ cao nhất là 68 và thấp nhất là 45 độ. Gió Tây Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và dự báo mưa trong ngày chỉ 10%. Và cuối cùng là tại Los Angeles, khí hậu tuyệt đẹp với nhiệt độ cao nhất 84 và thấp nhất dừng ở mức 55 độ. Gió Tây Nam thổi rất nhẹ, ít hơn 5 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.